Chào mừng các bạn đến với bản tin Arsenal vào mỗi sáng hàng ngày. Tại đây chúng tôi luôn sẵn sàng mang đến cho các bạn những tin tức về pháo thủ một cách chân thực và nhanh chóng nhất. Hãy ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể đồng hành cùng nhau. Đó sẽ là niềm động lực to lớn với toàn bộ ekip. Xin chân thành cảm ơn. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Còn bây giờ, hãy cùng bắt đầu ngay nhé. Arsenal đang trở lại mạnh mẽ với 3 chiến thắng liên tiếp tại đấu trường Premier League nhờ những sự thay đổi về mặt chiến thuật cũng như nhân sự đến từ Mikel Arteta. Sau quãng thời gian dài chìm sâu vào khủng hoảng, chiến lược gia người Tây Ban Nha gửi gắm niềm hy vọng vào những cái tên trẻ, giàu tiềm năng và điều này đang giúp ông gặt hái thành quả. Bên cạnh những màn trình diễn đầy ấn tượng đến từ Bukayo Saka, phù thủy mới tại Emirates, Emile Smith Rowe cũng đã cho thấy tầm ảnh hưởng cực lớn. Chính nhờ khả năng sáng tạo của ngôi sao 20 tuổi, pháo thủ có thêm nhiều giải pháp trong các phương án tiếp cận khung thành đối phương. Mặc dù vậy, trong bối cảnh Smith Rowe còn non kinh nghiệm và thường xuyên vấp phải những chấn thương khi hoạt động với cường độ cao, họ vẫn cần thêm một giải pháp hữu hiệu hơn cho vị trí số 10. Vì thế, họ đang cân nhắc khả năng chiêu mộ thêm tiền vệ Julian Draxler. Được biết, Arsenal từ lâu đã dành rất nhiều sự quan tâm cho chân truyền thuộc biên chế Paris Saint-Germain và đang ấp ủ dự định thuyết phục Draxler cập bến Emirates dưới dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa giải. Tuy nhiên, trong bối cảnh đội nhà cần lập tức giải quyết vấn đề sáng tạo, họ muốn chi tiền để chiêu mộ anh ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng riêng. Như vậy, sau khi chia tay Ozil, rất có thể Arsenal sẽ lập tức đón thêm một người Đức khác để thế chỗ cho chân truyền 32 tuổi. Mới đây, huấn luyện viên Jose Mourinho đã bày tỏ sự bức xúc của mình trước một câu nói của Mesut Ozil trên mạng xã hội. Cụ thể, tiền vệ người Đức phát động cho các cổ động viên tham gia Q&A trên Twitter cá nhân của anh. Có một fan hỏi rằng, tương lai của anh ở Arsenal đang bế tắc và nếu Tottenham đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn, thì sẽ như thế nào? Có hai lựa chọn, một là đến Tottenham và hai là giải nghệ. Anh sẽ chọn phương án nào? Ngay lập tức, Ozil đáp lời ngắn gọn. Một câu trả lời dễ dàng là giải nghệ. Chính câu trả lời này khiến cho huấn luyện viên Jose Mourinho nổi lóa. Ông phát biểu đánh thép. Ai nói rằng Tottenham đã quan tâm đến Ozil? Thật lố bịch. Với câu trả lời như thế thì tôi chỉ muốn ném những chiếc giày của mình vào đầu cậu ấy. Tôi muốn cậu ta kết thúc chuyện này và để tôi yên. Cậu biết không, Ozil? Hãy bước tiếp và khóc đi. Cậu cứ như một cậu bé chuẩn bị đi tắm vậy. Chúng tôi chẳng cần cậu đâu. Điều cậu cần lúc này chính là cầm chiếc khăn tắm lên và đi đi chứ đừng nói thêm bất cứ một điều gì nữa. Làm ơn đừng nói gì liên quan đến Mourinho. Theo tờ Metro, Arsenal đã bắt đầu xúc tiến thương vụ chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Manu Solomon thuộc biên chế câu lạc bộ Shakhtar Donetsk. Sao Mai 21 tuổi đang đạt phong độ cao mùa này với 5 bàn thắng sau 17 lần xỏ giày ra sân trong màu áo Shakhtar Donetsk. Tuyển thủ quốc gia Israel có khả năng chơi đa dạng, linh hoạt ở nhiều vị trí khác nhau, tiền vệ cánh trái, tiền vệ cánh phải lẫn hộ công khi cần thiết. Các báo cáo từ Anh Quốc cho hay, pháo thủ thành London đã theo dõi phong độ của Solomon hơn một năm qua và tích cực cho phi vụ chiêu mộ khi thị trường chuyển nhượng mùa hè 2021 mở cửa. Tôi nghĩ những thương vụ chuyển nhượng lớn sẽ xảy ra vào mùa hè. Mặt khác, virus corona đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính của hầu hết các câu lạc bộ. Tất nhiên, mọi thứ đều có thể xảy ra. Huấn luyện viên Mikel Arteta phát biểu, Julian Brand mới đến Borussia Dortmund năm 2019 với giá khoảng 22,5 triệu bảng Anh. Mùa giải này, anh đã ra sân 15 trận ở Bundesliga, nhưng chỉ có 6 lần được đá chính. Anh mới chỉ ghi được 1 bàn thắng và 1 kiến tạo sau 23 trận ra sân trên mọi đấu trường. Tiền vệ này muốn cạnh tranh vị trí ở Dortmund, nhưng cũng không thể từ chối cơ hội đến đội khác dưới dạng cho mượn một thời gian ngắn. Arsenal được cho là đang rất muốn mang Brand về ngay trong mùa đông này để tăng cường sức sáng tạo cho tuyến tiền vệ. Tuy nhiên, theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, đội bóng nước Đức sẽ không thể để cầu thủ của mình ra đi vì đang quyết tâm cạnh tranh ngôi vô địch. Tôi chưa từng nghe Dortmund sẵn sàng bán cậu ấy ngay trong tháng 1 này. Họ luôn cố gắng giữ nguyên đội hình trong tháng 1 và bán đi vào mùa hè. Họ không thích bán cầu thủ giữa mùa, nên tôi nghĩ rất khó để có thể mua cậu ấy. Arsenal sẽ cần phải đưa ra một đề xuất thật sự quan trọng để nói chuyện với Dortmund, nhưng tôi nghĩ chuyện này sẽ không dễ dàng. Cảm ơn các bạn đã đón xem bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt ekip sản xuất, tôi xin chúc các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả. Và đừng quên chúng ta có hẹn với nhau hàng ngày bạn nhé.